Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt ngày hôm nay. Và trong chương trình này thì Hồng Ngọc sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc điều hòa thuộc dòng điều hòa tiêu chuẩn một chiều của LG có khả năng tiết kiệm điện lên tới 70% và làm lạnh hơn 40%. Và đó chính là chiếc điều hòa LG Dual Cool Inverter với mã sản phẩm đó là V18NF18000BTU. Sản phẩm được đánh giá là siêu tiết kiệm điện năng nhờ vào tính năng tùy chỉnh mức điện tiêu thụ và nổi bật nhất chính là công nghệ Dual Cool Inverter. Motor máy nén với giải tần số hoạt động rộng hơn, giúp tiết kiệm năng lượng nhiều hơn và làm mát nhanh hơn máy nén thông thường. Chế độ Energy Control giúp kiểm soát năng lượng chủ động. Dựa vào số người trong phòng mà người dùng có thể thay đổi công suất của máy để tiết kiệm tối đa điện năng lên đến 57% khi chỉ có một người trong phòng. Chế độ Jet Cool cho bạn nhanh chóng tận hưởng bầu không khí mát lạnh chỉ trong tích tắc. Chỉ với một nút bấm, chế độ Jet Cool của máy nhanh chóng làm lạnh căn phòng chỉ trong vòng 3 phút đồng hồ. Bạn không còn phải chờ đợi quá lâu để được tận hưởng bầu không khí mát lạnh thư giãn nữa. Sản phẩm còn phù hợp cho cả những gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ nhờ vào chế độ gió dễ chịu. Nếu gia đình bạn có người lớn tuổi hoặc trẻ em, chiếc điều hòa này với tính năng thổi gió dễ chịu sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Với tính năng này, luồng gió lạnh sẽ không thổi trực tiếp vào người, tránh nguy cơ gây cảm lạnh. Bên cạnh đó, chế độ ngủ đêm sẽ tự động điều chỉnh giảm độ ồn động cơ vận hành xuống mức thấp nhất, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ ngon và sâu trong không gian yên tĩnh tuyệt đối. Với tấm vi lập 3M, mọi vi khuẩn có kích thước cực nhỏ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Giờ đây, sức khỏe của cả gia đình bạn được bảo vệ hoàn toàn khỏi vi khuẩn, bụi bẩn và các tác nhân gây dị ứng có kích thước siêu nhỏ có trong không khí nhờ vào tấm vi lọc bụi hiện đại của điều hòa LG. Chức năng tự động làm sạch cũng góp phần ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn và nấm mốc trong giản lạnh, giúp mang đến một môi trường trong lành hơn cho người sử dụng. Trong những ngày mưa, không khí trở nên ẩm thấp và khó chịu. Đừng lo, với chế độ làm khô của điều hòa LG V18NF thì không khí trong phòng sẽ được giữ lại tới 60% độ ẩm và luôn khô thoáng. Ngoài ra thì cũng đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu cho bạn. Điều hòa sử dụng ga R32, môi chất lạnh thân thiện với môi trường, không phá hủy tầng ozone, có thể đạt được hiệu quả làm lạnh cao hơn so với môi chất lạnh R410A và R22. Để sở hữu điều hòa một chiều Dual Cool Inverter LG V18NF18000BTU thì bạn cần phải bỏ ra số tiền là 16.990.000 đồng với thời gian bảo hành lên tới 24 tháng. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ được nhận thêm một bộ quà tặng trị giá tới 3,5 triệu đồng. Một mức giá tuy hơi cao nhưng bù lại, chúng ta sẽ được sở hữu một sản phẩm có thiết kế sang trọng, đẹp mắt, công suất làm lạnh lớn và đặc biệt hơn nữa đó là vô cùng tiết kiệm điện năng. Thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới cùng với đó là những chương trình khuyến mãi khác. Những thông tin mà Hồng Ngọc vừa chia sẻ hy vọng rằng đã giúp ích cho quý vị phần nào trong việc lựa chọn điều hòa cho mùa hè 2019. Đến đây thì chương trình tư vấn sản phẩm của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.